Dạ thực ra là trước khi con gặp chồng con đã có một đời chồng trước. Về con cũng có hai bé. Thì sau khi mà chia tay á, cô Vân biết là định kiến xã hội dành cho người đàn bà cũ rất là nặng nề. Thì con lại nghĩ là con sẽ tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn. Thì con quen với anh này chủ yếu là về tư cách là bạn bè thôi. Thực sự nếu mà anh không vô hỏi về chè, con sẽ không bao giờ trả lời. Vì thời gian đó con nghĩ là con sẽ tập trung vào phát triển công việc và sự nghiệp là chính. Trước khi mà các bạn cưới nhau đó, thì hai đứa có sống thử với nhau không? Dạ có. Và con nghĩ là sống thử là cần thiết. Tại vì con nghĩ là thật sự hôn nhân chỉ là hình thức thôi. Nếu mà hai người không hạnh phúc thì tụi con bắt đầu sống chung. Nếu trong 2 năm em không làm được những gì em cam kết, em sẽ quay về. Và con cam kết với anh là con sẽ mua được ví dụ như là biệt thự hay là xe ô tô và những siêu xe mà anh thích. Tên là Trương Ngọc Thu à. Năm nay con 34 tuổi, quê con ở Bạc Liêu nhưng mà con sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình là về sản xuất mỹ phẩm và con có 3 nhà máy mỹ phẩm. Wow, quá giỏi. Còn đây là dạ con tên Huy, 33 tuổi. Con phụ vợ thôi. Dạ. Hai vợ chồng là cùng làm ở một công ty đúng không? Bây giờ hai đứa kể cho chú nghe đi là hai vợ chồng lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Đúng rồi. Và có ấn tượng gì về nhau? Con nhớ lần đầu tiên mà con gặp chồng con á thì lúc đó con gặp trên Facebook. Anh ở rất là xa về cái khoảng cách địa lý là anh ở Úc luôn. Con thì ở Việt Nam. Thì con kinh doanh ở đây. Con có một cái sở thích rất là đặc biệt là con thích uống trà. Thì cái lần đó là con đăng lên Facebook con khoe một món trà gì con mua. Thì anh vào anh kêu là anh cũng rất thích món này nhưng anh không tìm được. Ủa tự động vô comment vậy hả? Không, vô inbox luôn. Vậy con rất là ấn tượng với anh này là tại sao anh có một cái gu rất là giống mình. Mà cái gu đó đặc biệt là một số người trẻ người ta sẽ không thích lắm. Vậy con thích uống trà gì? Vậy con thích tất cả loại trà về thảo mộc. Dạ. Rồi Huy cũng vậy luôn. Dạ. Có nghĩa là vào giao lưu vì trà hay là vì nhan sắc vì nhan của sắc. Cái người ở trong Facebook 50-50. Nhưng mà con ơi, sau này con mới phát hiện ra là chồng con có thích uống trà. Vậy mà tới giờ còn bày đặt 50-50 nữa. Nó thẳng luôn đi 100% đi. Hay quá ha. Rồi ủa xong sao? Dạ có nghĩa là inbox với tư cách là bạn thôi. Tại vì thật sự nam mà vô trang của con thì con cũng rất là ngại để tiếp xúc trên Facebook. Con là người thích về cảm xúc á. Thì ảnh vô mình rất là ấn tượng với ảnh thì bắt đầu trò chuyện. Thì ảnh mới chia sẻ về cái cuộc sống của ảnh. Sau đó thì hai vợ chồng cũng chỉ là bạn thôi trong thời gian đầu. Vậy cách đây mấy năm rồi con? Dạ cách đây cũng khoảng 5-6 năm anh ạ. Rồi nó nghe nè, nói chuyện hợp không? Vậy con thấy anh này ảnh cũng hiền hiền rồi cũng không có lời lẽ nhiều. Mình thì thuộc dân kinh doanh nên con nói chuyện rất là nhiều. Mẹ con là cái cầu nói để bắt chuyện cho ảnh. Anh để anh nói thôi chứ anh không có nói nhiều lắm. Rồi khi nào thì hai bạn mới gặp nhau ngoài đời? Dạ chắc sau đó khoảng là 4-5 tháng thì chồng con mới từ Úc về Việt Nam. Và về với tư cách là bạn thôi chứ tụi con cũng chưa nghĩ là tiến xa hơn nữa. Về vì con đúng không chứ đâu có business gì ở đây đâu. Đừng có 50-50 nữa nha. 50-50 nữa đó, con đi về con đi chơi nữa. Con đi về con thăm người nhà. Trước khi mà biết cô này thì ở bên Úc là con có bạn gái gì nhiều không? Dạ cũng có, nói không chắc không có hết đâu. Ai nhưng cũng có nhưng mà chỉ là giống như quen cũng vậy. Thoáng qua thôi ha. Dạ, không có ấy lắm. Giờ cô muốn hỏi cái lần đầu tiên gặp vợ con ngoài đời á, cái mood của con cỡ nào? Thấy cũng bình thường. Thấy cũng bình thường. Bình thường, đẹp vậy mà bình thường gì ông? Thiệt bình thường, con nghĩ là giống như thời điểm đó là bạn thôi chứ con không nghĩ gì nhiều. Chưa có gì hết. Hỏi Thu nè. Ví dụ trước khi gặp anh này thì Thu có những cái mối tình nào rồi? Dạ thực ra là trước khi con gặp chồng con đã có một đời chồng trước. Và con cũng có hai bé thì sau khi mà chia tay á, cô Vân biết là định kiến xã hội dành cho người đàn bà cũ rất là nặng nề. Thì con lại nghĩ là con sẽ tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn. Thì con quen với anh này chủ yếu là về tư cách là bạn bè thôi. Thật sự nếu mà anh không vô hỏi về trà, con sẽ không bao giờ trả lời. Vì thời gian đó con nghĩ là con sẽ tập trung vào phát triển công việc và sự nghiệp là chính. Nhưng mà lần đầu tiên gặp anh ấy ở trước mặt mình thì thấy có ấn tượng gì về ông Huy này không? Tại vì anh thuộc cái tiếp người hiền á chú, nên con cũng không có ấn tượng quá nhiều. Nhưng mà con là người yêu bằng lời nói. Có nghe con khoái nghe, con thích nghe lắm. Tuy nhiên ở lại với một người nào đó hay không là bằng cả hành động nữa. Về có những cái điều mà anh làm á, mình cảm thấy là trong mình rất là cảm xúc. Ví dụ như có một cái lần đó con đi chơi với con bé con của con, thì anh điện thoại anh hỏi em ơi em đang ở đâu rồi, thì mới nói là tại vì đây là cuối tuần nên em phải dẫn con em đi chơi. Để nói thôi vậy à, em ở đâu, anh chạy ra. Khi mà anh chạy ra xong cái anh chơi với một con bé con nhỏ mình mà một bé gái nữa cô, thì anh chơi rất là kiểu là thân thiết như một gia đình và con rất là cảm xúc vì điều đó. Và con cảm nhận được điều đó thì con rất là quý anh này. Và nhìn được một cái gì gọi là đặc biệt nhất có thể từ trước tới giờ mình gặp những người khác. Đến lúc nào thì con biết là vợ con có cái em bé rồi? Trước đó đã biết rồi. À trước đó không biết rồi. Trong lúc nói chuyện với nhau là đã biết rồi đúng không? Thì con có cái lăng tăng gì không? Dạ không, con nghĩ thoáng. Đến khi nào thì Huy mới phát hiện rằng là Huy thấy cô này rất là đặc biệt và Huy yêu cô? Không biết nói sao nữa. Tức là về lần đầu là đã thương chưa? Dạ chưa. Lúc Huy về được bao lâu? Về thường khoảng 2 tuần. Là đi qua Úc lại? Dạ. Rồi là đi về Úc nè, đi về Úc trở lại rồi bao lâu qua lại? 4-5 tháng nữa. 4-5 tháng. Còn Thu? Đến khi nào thì Thu
Tôi yêu Quy. Vì tình cảm của tụi con cũng đến nhau tới bây giờ, tận thời điểm này hai đứa cũng chưa bao giờ anh tỏ tình với con hết. Dạ, anh cứ hành động liên tục như vậy á. Mẹ cũng không bao giờ nói là anh thương em thế này hay anh thế nọ. Thậm chí tận thời điểm này anh cũng chưa có một lời cầu hôn. Nhưng mà lần thứ nhì á thì là Quy đã yêu Thu chưa? Cũng có. Rồi lúc nào thì Quy quyết định là sẽ đi đến hôn nhân với Thu? Con không có nghĩ tới cái vấn đề là giống như là hôn nhân. Con chỉ muốn giống như là mình cảm giác giống như là muốn làm mọi thứ thôi. Làm mọi thứ cho cổ thôi. Dạ. Khi mà hai bạn đến với nhau á thì hai gia đình có gặp những cái trở ngại gì từ phía gia đình không? Vậy con nghĩ là cũng khá thuận lợi. Tại vì hai bên cũng không có gì gào cản với cô. Thu có cái điều gì đặc biệt mà làm cho con quyết định là con sẽ gắn chặt cuộc đời con với người phụ nữ này? Dạ đẹp thì cái đó chắc chắn có. Giỏi nữa cô. Ủa Thu ơi, lần đầu tiên mà hai bạn biết nhau là cách đây bao nhiêu năm? Dạ chắc con nghĩ là khoảng tầm 6 năm rồi. Đến khi nào các bạn chính thức gọi là yêu nhau, có nghĩa là về chung một của nhà nhau đó, về chung một nhà. Con cũng không nhớ chính xác rõ về thời gian, nhưng mà tụi con đến với nhau thì khoảng là tới cái bé mà con nhớ là bé con vào 3 tuổi. 3 tuổi thì tụi con kết hôn khoảng là 4 tuổi, 4 năm trước. Dạ. Yeah. Vậy là tụi con quen nhau tầm khoảng 4 năm. 4 năm. Trước khi mà các bạn cưới nhau đó, thì hai đứa có sống thử với nhau không? Dạ có. Và con nghĩ là sống thử là cần thiết. Bao lâu thì tụi con quyết định sống thử? Khoảng năm thứ tư đó cô, thứ năm đó là tụi con sống thử với nhau. Tại vì con nghĩ là thật sự hôn nhân chỉ là hình thức thôi. Nếu mà hai người không hạnh phúc thì tụi con bắt đầu sống chung. Và kết hôn tới giai đoạn mà con sinh em bé ra thì tụi con mới làm giấy kết hôn. Một bé gái, một bé trai. Ba hai đứa luôn? Con tổng cộng 4 đứa là con. Trời ơi trời. Là ở với con hết hả? Dạ, ba bé đầu con là con gái nè. Và bé cuối cùng con là nam. Trời ơi. Ủa nhưng mà là hai bạn có trải qua một cái giai đoạn gọi là yêu xa, có nghĩa là không về được với nhau? Cũng có, là thời gian anh ở Úc và con ở Việt Nam. Bao lâu? Đâu đó tầm 1 năm. Là tụi con yêu xa khoảng 1 năm. Có phải do Covid không? Dạ không phải, là do anh có công việc ở Úc và con có công việc ở Việt Nam. Vậy thì ảnh có công việc ở Úc rồi tại sao con không làm việc bên Úc mà con lại bỏ tất cả mọi thứ về với vợ? Thì tại lúc thời điểm đó là anh cũng có thuyết phục con là qua Úc. Tuy nhiên con thuyết phục ngược lại với chồng. Anh cứ tin tưởng em ở Việt Nam để chúng ta phát triển sự nghiệp. Em hiểu con người mình như thế nào, thì em mong rằng anh và gia đình tin tưởng em một lần. Nếu trong 2 năm em không làm được những gì em cam kết, em sẽ quay về. Và con cam kết với anh là con sẽ mua được ví dụ như là biệt thự hay là xe ô tô và những siêu xe mà anh thích trong vòng 2 năm thôi. Con nhớ có lần đó, chồng con đi ra đường, chồng con thấy chiếc siêu xe chạy ngoài đường, chồng con nói với con một câu là không biết bao giờ vợ chồng mình mới được cái đó. Em mới nói là anh cứ tin em sẽ làm được chuyện đó cho anh. Bao giờ có mấy chiếc rồi? Vậy con chắc 10 chiếc. Vậy con chắc 10 chiếc. Thôi không nói chuyện nữa. Trời ơi, tôi nửa chiếc tôi chưa có nè chú. Em cái bánh còn chưa có rồi không nói chuyện. Là bây giờ con có mấy biệt thự rồi, con nói con nghe coi. Vậy con cũng hơi khá nhiều. Hơi khá nhiều thôi chị. Không nói chuyện đó nữa. Bây giờ con chưa có được cái nửa cái biệt thự nữa. Em có. Không nói chuyện đó nữa. Em có mấy cái biệt thự lắp ráp con gái em á. Có nghĩa là hiện giờ là tụi con làm một cái cặp đôi rất là đầy đủ về mọi thứ. Và thành đạt. Chúc mừng Thu cuối cùng đã làm được mọi thứ. Rồi thôi giờ tới chuyện này nè, vui lắm nè. Về sống với nhau á. Rồi có những cái gì mà mâu thuẫn, có những cái tật xấu gì mà đó. Đối phương mà làm cho mình còn chưa hài lòng. Con làm kinh doanh đó cô, nên con đi cũng khá nhiều và rất là nhiều khách hàng. Ngày nào cũng có một cái tiệc gì đó. Mẹ chồng con bị cái tính gọi là hay ghen. Ví dụ như là trong một bàn tiệc người chú sẽ tìm được những cái người mà cùng cái gu với mình. Thì mình cùng cái gu thì mình nói rất là nhiều, tính con là vậy. Về xong kêu là em, tại sao ngày hôm đó em nói chuyện với anh đó nhiều như vậy. Và có thể là những cái event đi, mình rủ anh đi, anh không đi. Không đi xong về cái anh sủi mặt đóng vậy đó. Mà nhiều khi con đi về con chưa có kịp ăn nữa. Và con rất là mệt vì cái điều đó. Và ổng cứ liên tục là hờn là em thế này, em thế kia. Em có thấy người ta nhìn em như thế nào không? Ổng liên tục hỏi những cái câu hỏi mà nó không phạm vi trả lời của mình. Mẹ cứ là hỏi mình xong rồi buồn, ổng chịu. Bữa nào là giận á, là con nhìn con dễ biết lắm. Tại vì tối về hai vợ chồng con hay đi chơi với nhau. Ảnh chở mình đi mà ảnh không nói một tiếng nào hết. Là biết ngày hôm nay anh giận rồi. Nhưng mà cái xác suất đó xảy ra một tuần lễ là mấy lần? Nếu mà con có đi là cứ nó xảy ra. Đâu có nhiều như vậy đâu. Một mà hay bị nói lên nhiều. Con cứ yên tâm một cô biện hộ cho con. Ngoài cái ghen đó ra thì còn những cái tật xấu gì nữa không? Với chồng con á, gia đình là số 1. Nghĩa là với anh, mẹ anh và anh nhiều khi còn cao hơn cả vợ và con. Thì con cảm nhận điều đó rất là nhiều. Tại vì tính con như vậy nè. Tính con là cũng coi gia đình chồng giống như gia đình mình hết. Mình không có quan tâm cái chuyện là mình phải phân biệt là gia đình vợ thế nào, gia đình anh thì ra làm sao. Và nhiều khi anh quan tâm đến mức quá mức á. Mình nhiều khi mình cũng thấy buồn á cô. Có một xíu gì đó cũng hơi tủi thân. Cái ngày mà con sinh bé đầu tiên á, con ở trong bệnh viện. Anh nói con đúng con câu thôi anh của anh về nước rồi. Anh phải lấy xe anh đón. Mặc dù con ở viện có một mình. Mà ngày đó là con sinh luôn á cô. Con sinh em bé mới có ngày 1 à.
anh chạy xe một mình lên tận thành phố đón anh. Tại vì lúc đó con sinh ở Cần Thơ, con cũng ok. Tại vì cái tính con là người ta đã muốn là con sẽ không cản. Anh bỏ con một mình ở bệnh viện, mặc dù con biết bản thân con có thể tự lo cho con và tự lo cho con được, nhưng mà anh vậy đó, anh cứ là đặt gia đình mình hơn cả vợ. Đâu có, đi là anh có hỏi đàng hoàng không, hết. Không không, ví dụ cô nói con nghe, những lúc người phụ nữ khi sanh nở đó là những lúc mà yếu đuối lắm. Bản lĩnh cỡ nào đi chăng nữa, cái lúc đó là lúc mềm yếu nhất. Nó giống như là cái con rắn cua mà lột da, cua lột á, yếu ớt và rất cần chồng mình bên cạnh. Cái đó cô nói nghiêm túc nha. Thì ví dụ như với anh của mình có thể bằng cách nào đó để có thể rước anh người khác, nhưng mà ngay lúc đó là vợ mình phải là số một đã. Rút kinh nghiệm nha, rút kinh nghiệm nha. Không muốn ông xã mình thay đổi điều đúng gì? Rồi đó, con nghĩ là bây giờ cái mà anh cần thay đổi nhất là anh phải hiểu em là con người như thế nào, tức là tất cả mọi thứ em ra xã hội để làm gì, về vai trò của em làm sao, thì anh phải tin tưởng em. Thay vì anh đi nghĩ những cái chuyện mà nó không hay xảy ra, thì mình đến với nhau trong cuộc đời này để làm gì? Để yêu thương nhau, để thấu hiểu cho nhau và bao dung hơn nữa. Chứ không phải là kiểu anh nghĩ, anh nói những cái câu em biết là nhiều khi anh giận quá hay là anh đang nghĩ những cái vẩn vơ gì đó. Em không có trách, nhưng mà em cũng có cái buồn. Dạ. Tổn thương đúng không? Rồi bây giờ tới Huy nè. Nói thẳng luôn là có những cái tật xấu gì? Đó. Chắc cô không có gì tật xấu gì nhiều đâu cô. Thôi giờ gì đi Huy. Nhân tiện hôm nay với chương trình này, như vợ có nói đó, trước giờ ổng không có tỏ tình, ổng không có cầu hôn, ổng không có lãng mạn. Vợ đang rất là cần những cái điều đó. Và đặc biệt trong cái ngày hôm nay, anh muốn Huy thể hiện một cái gì đó, hoặc là nói một cái điều đó với vợ trong cái chương trình ngày hôm nay. Anh chỉ mong là có bất cứ vấn đề gì thì em nói cho anh, để anh chia sẻ với em, chứ em đừng có để trong lòng nữa. Anh đã quyết về đây rồi thì em tới đâu thì anh theo em tới đó thôi, cũng không biết nói gì hết. Nhưng mà em muốn cho anh hiểu được rằng em đứng được vị trí ngày hôm nay, tất cả em nghĩ là đều nhờ anh. Hay quá. Mặc dù ngoài xã hội có nghĩ là em tài giỏi, có nghĩ là em xinh đẹp hay em gì đó, em không quan tâm. Vì em hiểu được rằng em có anh, em sẽ có tất cả mọi thứ trong cuộc đời trời này. Ơi. Chết tôi rồi, trời ơi, thì quá ngôn tình. Huy ơi là Huy. Chúc mừng hai vợ chồng của Thu và Huy ha. Anh xin tự giới thiệu, em tên là Tuấn Dương. Công việc của em là em làm công an. Công an. Vâng, em 27 tuổi. Dương 27 tuổi. Còn em? Dạ, còn em là Như Phụng. Dạ, em làm kế toán và năm nay em 25 tuổi. Quen nhau trong trường hợp nào? Em làm chung với một chị mà chị này á, là bạn thân của anh. Thì chị thấy cả hai thì chưa có người yêu, cho nên muốn giới thiệu em với anh đến với nhau á. Thì cứ mỗi lần mà chị up cái gì lên Facebook á, chị đều tag cả hai vợ chồng vô hết á. Lúc đó thì em cũng không có để ý tới chồng nhiều lắm. Tại vì em không có thích mà làm mai làm mối, thích là tự nhiên đến thôi. Thế rồi lúc đó thì em cũng rất là tò mò, không hiểu tại sao cô bạn của mình lại cứ tag cô bé này vào. Thì cũng tò mò, em cũng tìm hiểu, thì xem hình thì thấy cũng dễ thương, nó nhắn. Cho nên là thôi thì một buổi tối rảnh cái là em quyết định là online và lướt vào cái trang Facebook của vợ. Thì em thấy bất cứ một tấm hình nào em đều like hết. Like hết. Và coi như là sáng hôm sau vợ mở Facebook và thấy là... Lúc đó em thấy rất là nhiều cái thông báo, thì toàn mở ra như thế toàn là cái Dương Nguyễn like hình của mình không à. Thì mình cũng thấy, mình suy nghĩ trong đầu chứ không biết anh này làm công an hay làm khủng bố like nữa. Thì lúc đó là biết anh này là công an rồi. Dạ, lúc đó là biết công an rồi. Nhưng mà thấy cũng hơi lạ, cho nên là với vô phay của anh coi thử. Thì thấy thích thôi, chứ không phải là có tình cảm gì hết. Tại vì thấy anh cao quá, không có hợp với mình. Cao là cao, dáng cao. Dạ, dáng cao á. Vậy đó hả? Tại vì em so ra với chồng rất là nhỏ. Cho nên em không thích mấy người cao, thích mấy người vừa thôi. Lúc đầu không phải là hình mẫu của vợ. Vợ là có một cái hình mẫu đó là tránh, đó là nhìn thư sinh, phải có kiến, còn lúc nào mặc sơ vin, đẹp trai. Đó. Em gần giống cái mẫu đó mà. Lúc đó em không có nhìn trong bụi lắm. Vậy hả? Vậy muốn luyện sao hay quá vậy. Bây giờ là y như là cái tiêu chuẩn mà em đề ra. Dạ. Mặt rất là thư sinh, thiếu có cái mắt kiến thôi. Hình mẫu của em đó. Nói chung là hai vợ chồng nhờ tác qua tác lại và cuối cùng mới tác hợp nha. Bao lâu tụi em gặp nhau ngoài đời? Thì khoảng một tuần thôi. Tức là lúc đó chị An cũng tạo cơ hội cho hai đứa gặp. Chị chuyển chỗ ở đó thì nhờ cả hai bên tới phụ để mà chuyển đồ đó. Thì đó là lần đầu tiên gặp chồng. Ví dụ gặp nhau lần đầu tiên chắc chắn là em là người có ấn tượng rất tốt với cô này đúng không? Vâng, lúc gặp thì em có một cái ấn tượng đó là trời cô bé này sao mà thấp dữ vậy? Coi khúc à, đứng cái tới vai à, cái em mới nghĩ trời sao này mà sao mà hôn được. Trời ơi, nghĩ ngay luôn. Đó là suy nghĩ lúc đầu của em.
Thì sau đó thì do công việc thì em quan sát thì thấy ở cô bé này tuy nhỏ nhắn mà cũng có vẻ lanh lẹ, siêng năng, cái gì cũng xông xáo làm. Cái là thôi em mới suy nghĩ em đầu, không sao hết, này thấp kệ đi, mình khắc phục được. Chứ còn nếu mà mình cảm thấy hợp được thì mình cứ làm quen, quen thử xem sao, không có gì hết. Còn em sao? Tôi ấn tượng với chồng là sao mà đẹp trai quá à, đẹp hơn cái đồng hình nữa. Ồ vậy á. Cái này em thích liền luôn. À thích liền luôn, bỏ qua cái chiều cao luôn. Thích liền luôn. Nghĩa là bây giờ trong cái cuộc gặp gỡ này ai thích ai trước? Em nghĩ là chỉ cả hai. Cả hai cùng thích nhau. Với em ấn tượng là gì? Thấp thấp anh bất chấp đúng không? Lúc đó em nghĩ là không sao, em người ta hay có cái câu chân ngắn nhưng mà đầm thắm dễ thương. Cho nên là em cũng thấy được, thôi làm quen đi. Thì cho đến lúc các bạn cưới nhau thì khoảng trong bao lâu? Dạ khoảng 7 tháng. Lúc đó thì lúc mà cưới nhau thì mọi người cũng có hỏi là sao lại gấp như vậy á, thời gian cũng ngắn. Nhưng mà chồng thì nói chung là trong thời gian quen ấy, thì tất nhiên bọn em cũng có sự đánh đo qua lại. Rồi trong quá trình yêu thì lúc nào cũng có cái sự mâu thuẫn và hai người cũng chia tay cũng vài lần. Và sau đó thì cũng lại làm lành với nhau. Thì cứ sau mỗi lần vậy cãi vã thì bọn em lại rút ra kinh nghiệm. Dạ. Rồi đám cưới, trong cái đêm đám cưới, ông đêm tân hôn chứ hả chị? Đêm tân hôn hai chồng có gì vui, có gì bỡ ngỡ, có gì rụt rè không? Đêm tân hôn em là người đàn ông mà, cho nên mình chủ động mình tìm hiểu trước cái việc đó. Không, em xin nói trước là không có đêm tân hôn, bọn em chỉ có chiều tân hôn. Chiều buổi chiều luôn hả? Là có nghĩa buổi trưa làm lễ cưới xong thì buổi chiều bọn em không chịu được, cho nên là thôi. Dạ. Thế hai bạn lấy nhau bao lâu? Dạ tụi em lấy nhau được 7 tháng rồi. Rồi sau 7 tháng chung sống với nhau thì em có vỡ mộng gì ở đấng ông chồng này không? Dạ vỡ mộng thì cũng đến nỗi nhưng mà rất là thất vọng. Sao vậy dù gì? Tại vì chồng em rất là gia trưởng, tới thời bây giờ rồi mà chồng cứ bắt em phải làm việc nhà rất là nhiều. Rồi cứ phải giặt đồ. Mà giặt đồ lúc trước khi mà em có gia đình á thì một tuần em giặt có một lần thôi. Còn bây giờ chồng bắt em là một mỗi ngày phải giặt. Em không cảm thấy rất là áp lực, không thích như vậy. Tính em thì nó muốn gọn gàng, cái gì đâu vào đó thì em cũng có thói quen là ngày nào xong rồi mình kết luôn. Để hôm sau mình khỏi phải dồn, mỗi lần dồn nó mệt lắm. Cái em thúc giục với vợ, mà cuối cùng vợ không nghe, nhiều lúc em cũng to tiếng. Nhưng mà cuối cùng vợ không có làm thì cũng phải chiều thôi. Rồi nói chung vợ em khi mà cưới về rồi mới biết vợ em khá là biến. Dạ con. Dạ con. Rồi sao nó Dương? Đi làm về thì ai cũng mệt mỏi, thì vợ chồng mới cưới mà, thì cố gắng một bữa cơm. Nhưng mà vợ thôi lười nấu cơm, nó ra ngoài ăn đi. Em thì lúc nào cũng đồ ăn thì có sẵn rồi xuống nấu. Em mới kêu vợ xuống nấu đi, kêu em mệt lắm. Mà cuối cùng làm gì đâu, nằm trên giường bật điện thoại rồi online. Tại vì em không có thích, mà càng nhắc thì em càng thích chống đối, không thích làm như vậy đó. Không được. Rồi ngoài làm biếng ra còn gì đâu? Có cái tật đó là rất là tò mò. Khi mà yêu nhau thì ai cũng có một cái quá khứ, thì mình tìm hiểu mức độ thôi, thì để đỡ phải biết nhiều, đỡ phải suy nghĩ. Nhưng mà vợ em cũng rất là tò mò tìm hiểu, và khi biết những cái chuyện gì đó không hay trong quá khứ thì vợ em lại giận được. Ghen hả? Vẫn còn ghen. Dạ. Ghen cái quá khứ của em, thì em thì lúc nào cũng thuyết phục quá khứ thì qua rồi. Nhưng mà sao em lại phải tò mò như vậy? Cực lắm. Tại sao phải tò mò? Cái này giống như là bản năng của em rồi, em không thay đổi được. Chứ không phải là em chồng em có một cú phốt gì với em không? Thực sự mà nói chồng em không có làm gì hết á. Chỉ có là em tự lên Facebook của anh, rồi tự vô mấy cái Zalo với Viber, em tự coi lại mấy cái trước đây của chồng. Vậy đó hả? Rồi xong rồi tự ghen ngược vậy đó hả? những lần đó rất là căng thẳng, tại vì cái này không phải là thực tế của mình, nên mình không biết phải giải thích như thế nào ấy. Cho nên thôi cứ để vợ dặn cho nguôi đi rồi lại rồi thôi. Trong quản lý kinh tế thì hai vợ chồng ai là người nắm cái quyền đó? Em là người giữ tiền, nhưng mà chồng là người lên kế hoạch chi tiêu, bắt em phải làm theo. Cũng đơn giản, tại vì vợ em trước giờ là sống gia đình, cho nên là chi tiêu trong gia đình là không có đụng chạm gì tới. Trong khi em thì cũng tự lập lâu rồi, cho nên em biết cách cái gì đó chi tiêu. Một người giữ và một người chi tiêu, vậy có khi nào cãi vã nhau về cái chuyện đó? Dạ cãi nhau thường xuyên luôn. Cụ thể cái lần cãi vã gần đây nhất? Dạ gần đây nhất hay là cái lúc mà chuẩn bị quà sắp tới Tết đó, là tụi em chuẩn bị quà cho hai bên gia đình á. Lúc này thì chồng lại muốn mua nhiều hơn em, nhưng em thấy nó không có cần thiết, thì chồng cứ bắt là phải mua cho bằng được. Tết thì lâu lâu mới có một lần, thì mình biếu người nào mình biếu người kia một tí, mình vừa lấy tình cảm mà mình vừa duy trì các mối quan hệ. Thì còn vợ em thì lại kêu thôi cái đó người ta lâu quá không có gặp, mà mình tặng làm cái gì mất công quá, cũng tốn nữa, thôi mình tập trung một cái khác đi. Đó bao giờ mà gây nhau vì cái chuyện mà em sắm sửa quần áo cho riêng em không? Dạ có, tại vì em thích hay coi đồ, cho nên mua hàng online. Dạ em thích coi mua hàng á, thì em coi xong em thấy cái váy đẹp quá, mua về giấu không cho em biết. Mà trước đó là em đã từng dọa rồi, kêu em mà cứ mua đồ online như vậy anh sẽ giận đó nha. Anh là người giữ tiền đó nha. Mà cuối cùng là vẫn cứ lén lén mua, thì bị nhiều lần mua nhưng mà không có được như ý đó. Cho nên là em rút kinh nghiệm, cái gì em thích thì anh chở em đi.
Trong cái chuyện mà chi tiêu tiền bạc như vậy á, em có bị sốc không? Dạ cũng có sốc, tính của em thì cũng thoải mái quen rồi, không có thích bị kiểm soát như vậy. Cứ như là mình thích làm gì thì mình cứ làm thôi, mà chồng thì sống theo một cái cách đề nếp. Em là sống theo một cái khuôn mẫu, khuôn mẫu cho nên nhiều lúc thấy giận nghề nữa. Nghiệp mà đúng không? Dạ. Vậy thì có khi nào em nghĩ là bây giờ mình phải chấp nhận một cái cuộc sống mà chồng mình đã định hướng ra như vậy không? Em đã quen chưa? Dạ em vẫn còn chưa quen lắm, nhưng mà chắc chắn là phải cố gắng đi cho phù hợp. Em sẽ là cố gắng theo cái định hướng của chồng, hay là em muốn chồng á là sẽ nhiễm theo cái mà cái cách sống của em, cái suy nghĩ của em? Em muốn cả hai luôn. Thế bây giờ nếu như cho em một cái điều mà em mong mỏi chồng em thay đổi thì điều đó là điều gì? Em mong mỏi chồng em là bớt siêng năng một chút. Chồng em siêng năng quá, mà giả sử như có siêng năng thì thôi siêng năng mình đi, đừng có lôi kéo vợ theo. Ủa là sao? Là sao anh chưa hiểu? Có nghĩa là chồng em cứ thích làm việc nhà nè, cứ bắt em phải làm theo như vậy, thì chồng thích thì thôi chồng cứ làm một mình. Em thì nghĩ là gia đình mình ở thì có hai vợ chồng thôi, anh làm một chút em làm một chút, thì san sẻ công việc làm chung cho nhau cho vui, cho nên nhiều lúc cãi bà cãi em. Dạ. Thế còn điều gì nữa không? Chồng em bớt vô tâm, không có suy nghĩ tới vợ mình như thế nào hết trơn á. Tức là thích đi đá bóng, đi xong rồi là không có cần quan tâm là vợ đi về bản gì hết, tại vì tụi em đi làm mình đi chung một xe á. Chị hỏi nè, lúc mà em lấy vợ về á, là em có phải dạy vợ em quán xuyến gia đình hoặc làm những công việc trong gia đình hết không? Hay là vợ em đã là một người rất là đảm đang rồi? Vợ em trước á là sống chung gia đình cho nên không phải đụng chạm tới mấy cái đó nhiều. Bây giờ là cuộc sống tự lập gia đình rồi, cho nên vợ vẫn giữ cái nếp cũ là không có làm gì nhiều á, hoặc là có làm thì làm lơi thôi. Cho nên nhiều lúc em phải nói với vợ chịu khó giặt đồ đi. Giặt đồ bằng máy giặt thì nó đơn giản mà. Giặt bằng tay. Cái gì? Giặt bằng tay đó anh. Sao cho bằng máy giặt đâu? Không cho giặt bằng máy giặt, lý do? Cứ nói là lao động là vinh quang. Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói đó. Tại vì con bắt là mỗi ngày phải giặt đó, em đâu chịu đâu. Em chống đối, em phản đối tới cùng. Bây giờ còn không? Bây giờ là bắt 2 ngày dậy một giặt một lần. Nhà có máy giặt không? Dạ không, không có cho mua. Tại vì lý do thì tại vợ chồng cũng mới mà, về kinh tế thì cũng có chưa được ổn định lắm. Nếu mà mua thì phải mất một khoản rất là lớn, trong khi có nhiều khoản cần mình phải lo á. Cho nên em nghĩ là từ từ mua. Còn cái việc giặt đồ thì em nghĩ là cũng là chuyện nhỏ thôi. Nếu mà vợ không giặt thì em giặt thôi, không có gì. Mà nhiều lúc chồng giặt xong á là không đấu cho em ngồi yên đâu, bắt em đi lau nhà. Em xòe bàn tay em thôi. Bàn tay này giặt hoài nó sẽ bị hư da tay. Không em làm rồi. Bây giờ có hai vợ chồng thôi mà thử hai bộ đồ xong mà đi giặt bằng cái máy giặt thì nó rất là vô lý. Mà quần áo của mình không phải cái nào cũng giặt máy giặt được. Nếu em mặc đồ gym nhiều á thì em mặc cái máy giặt. Chứ còn những cái đồ mỏng manh như này, như nó ví dụ như vậy, em giặt bằng tay mà nếu như mỗi ngày mỗi giặt nó rất là nhanh. Còn em mong muốn vợ em thay đổi gì không? Cái thứ nhất là vợ bớt kiếm làm xiên thêm một tí. Một cái nữa đó là em muốn vợ bớt tò mò. Biết thì biết chút ít thôi, chứ mỗi lần mà vợ mà biết sâu biết nhiều quá thì lại xảy ra chuyện. Dạ. Còn em muốn chồng em thay đổi sao? Dạ, chồng em bớt gia trưởng, bớt khó chịu nữa. Cứ mỗi lần mà vợ không chịu làm gì thì thôi từ từ vợ làm, chứ đừng có nhăn nhó. Rồi đừng có làm xong rồi kể công. Ủa nhưng mà trước khi em lấy chồng em biết chồng là công an rồi mà đúng không? Dạ em biết chồng là công an, nhưng mà em thấy trước khi cưới là màu hồng mà sau khi cưới sau là màu đen á. Vậy đó hả? Dữ vậy đó hả? Sốc hả? Dạ sốc. Bây giờ bớt sốc chưa? Dạ cũng đỡ rồi, nhưng mà khi mà cái ngành của chồng á thì sau khi cưới xong em cũng biết thêm là cứ phải đi trực thường xuyên á. Đúng rồi. Giờ giấc nó không có được như người khác á. Em thấy thiệt thòi quá. Cứ mỗi lần mà được cái kỳ nghỉ lễ Tết á thì người ta được đi chơi, còn em cứ ở nhà với còn chồng thì đi trực. Chị thấy hai em cố gắng giảm đi một chút, bạn này cố gắng nâng lên một chút, thì là cái sự hòa hợp của tụi em nó sẽ hoàn hảo hơn. Tại vì đúng là bây giờ cô bé này nhìn vậy chứ mà thấy nhỏ xíu à. Cái tư tưởng như cách nói chuyện tới cái nhân dáng là thấy nhỏ lắm. Mặc dù thua em có 2 tuổi, em lại chững chạc hơn rất là nhiều. Thì em cứ tưởng tượng vợ em á là nít đi, rồi bắt đầu em sẽ dạy từ từ. Thì chị nghĩ là như vậy thì từ từ vợ em sẽ thấy ra được một cái điều rằng là mình phải nên như thế. Bởi vì bây giờ mình là một người phụ nữ của gia đình. Nha. Hả? Dạ. Rồi. Được không? Em nghĩ là được. Rồi. Được không? Rồi. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Rồi. Vui nha, hai chồng luôn, vui nha. Điềm đạm luôn. Mà hiền lắm nha, mặt hiền của hai chồng này có chắc phải có cái gì đặc biệt nè. Có một cái gì đặc biệt mà sợi dây liên đới nào đó từ kiếp trước tới kiếp này. Mới vô cái cụng đầu. Cụng đầu. Hay quá chị đó. Ơi, mình phải khám phá rồi chị ạ. Thôi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Bá Thành,
đến từ Tây Ninh. Năm nay 27 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên kiểm soát chất lượng cho một công ty thực phẩm. Có nghĩa là ở chỗ nào mà bán thực phẩm, bán đồ ăn rồi là KCS, em đấy kiểm tra. KCS chất lượng về về thực phẩm. Dạ. Đó giờ có gặp những cái tiệm nào mà bán đồ ăn mà kém chất lượng không em? Lúc đó mình sao, xử phạt hay không? Dạ không, cái này làm trong công ty chứ công không ty có làm trong công ty kiểm hàng cho công ty. Rồi ok. Rồi mời em Thành. Dạ em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và quý khán giả. Em tên là Cẩm Tiên. Em hiện đang làm thủ kho cho một công ty tư nhân. Em có thấy sự liên đới chưa? Sao chị? Thành. Tiên. Thành Tiên. Đó, chồng này là hai chồng này chắc ở đâu tới nè, đúng không ạ? Đó, kiếp trước là cũng có dướng díu gì ở đâu trên trần gian, ở trên trển á. Đúng không? Dạ. Kiếp này á, là xuống dưới trần gian gặp nhau. Dạ. Rồi á là có kiếp nữa là trở ngược lên á, Thành Tiên mà. Tại vì bây giờ là Thành Nhân rồi nè. Ở nhưng mà tên là Thành Tiên. Là Thành Tiên cho nên là cái kiếp thứ ba là lên trển nữa. Hay quá chị bạn, hay quá chị Một ơi. Bạn hay không? Chị bạn giống như là chị biết trước hay sao á. Cảm như chị biết trước. Để coi hai người này phải gặp nhau trong rừng không nha. Rồi, ủa nhưng mà hai em nói là hai em ở đâu? Dạ. Hiện tại đang sống ở Tây Ninh. Tây Ninh mà. Nhiều khi gặp là trên núi. Trên núi. Rừng núi. Cũng có thể là rừng núi. Không, này cái này mình nói mình đoán, em đoán thôi mà, đúng không? Nó có một cái gì đó tâm linh chút xíu. Có thể là hai bạn này hồi đó là đi chùa. Đi chùa Bà Tây Ninh để xin một cái điều gì đó. Và hai bạn vô tình gặp nhau ở tại chùa Bà Tây Ninh. Và phải lòng nhau và quen nhau từ lúc đó. Quen trên núi. Đúng không? Dạ không. Rồi thôi em bỏ nghề đi, mệt quá. Làm ông mụ thôi. Đâu hai đứa quen nhau sao đâu, kể mọi người nghe đi cưng. Dạ lần đầu tiên thì tụi con gặp nhau là ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại hai vợ chồng cùng là sinh viên được nhận học bổng của quỹ, một quỹ học bổng. Thì gặp nhau ở đồng bằng chứ không phải là trên núi nha. Gặp nhau ở Sài Gòn. Hồ Chí Minh là đồng bằng. Đúng rồi. Nhưng mà hai người này có cái khác người là hai đứa đều được học bổng ở một trường đại học. Phải sao mới được học bổng đó, phải giỏi đúng không? Rồi gặp nhau ở trong trường, là hai đứa cùng học ở trong trường mà gặp nhau đúng không? Dạ, học khác trường. Khác trường thì của một quỹ học bổng ở ngoài chứ không phải của trường. Tức là nhưng mà là Tiên cũng được học bổng đúng không? Dạ. Tức là cái quỹ học bổng đó cấp cho hai đứa, nhưng mà hai đứa lại học hai trường khác nhau. Dạ. Cùng ở thành phố Hồ Chí Minh và gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cơ hội nào mà gặp nhau? Gặp nhau đâu? Tại vì tổ chức họp mặt cho các sinh viên cùng được nhận tài trợ. Cùng được học bổng đúng không? Cái cơ duyên nó kỳ lắm. Rồi lúc đó là bắt đầu chạm mặt nhau. Dạ. Đúng không? Rồi cái ấn tượng đầu tiên mà Tiên nhìn thấy Thành, Tiên có ấn tượng gì không? Dạ hồi đó tại trong cái đó cũng đông lắm mà. Cho nên là em cũng không biết chồng ai, em là ai trong đó hết. Dạ. Tại hồi đó em làm ban đại diện á. Cho nên là em chỉ lên chương trình, em thuyết trình rồi thôi. Còn chồng em ngồi ở dưới là chồng em biết em thôi, em không có biết chồng em. Rồi giờ hỏi Thành nè. Đúng rồi, giờ Thành, là có bạn Tiên lên thuyết trình thì Thành thấy bạn Tiên. Dạ. Thấy bạn sao? Có ấn tượng gì bạn không? Dạ lúc đó thì thấy vợ nó cũng thấy tròn dễ thương, đúng cái mẫu người mà em thích. Ít người đàn ông nào thích vợ tròn lắm. Ông này thích vợ tròn, gặp đúng bà Tiên tròn. Là bà Tiên luôn. Tròn do. Dạ. Em thích luôn. Em thích luôn đúng không? Mà bạn Tiên đâu có biết là em thích bạn đúng không? Tại vì chú nhiều quá. Không, tại thấy cái mẫu người thích thôi chứ tại lúc đó chắc chứ cũng chưa có làm quen tìm hiểu vậy. Tại sao vậy? Tình trạng của em lúc đó là như thế nào? Độc thân hay là có người yêu rồi? Dạ, cái lúc đó hình như vẫn còn độc thân nhưng mà sau đó vẫn có người yêu. Rồi tới khoảng 4 năm sau thì mới liên lạc, mới gặp lại bạn vợ. Hiểu rồi, tức là cái lúc đó là gặp nhau thôi. Mà 4 năm sau mới yêu. Mới yêu nhau. Còn Tiên thì không hề biết hả? Tiên có biết không? Dạ không, thôi chỉ có hẹn gặp mặt lần đầu tiên thì hai người gặp thì mới biết thôi. Tức là cái lần gặp mặt đầu tiên của hai em là cách nhau 4 năm. Dạ đúng. Có nghĩa lần đầu hai đứa coi như là gặp em này gặp em trên sân khấu. Dạ. Là trước đó. Dạ. Tính ra hai đứa cũng gặp nhau nhiều lắm á nhưng mà em không có biết bạn đó thôi. Nãy bà Tiên mới kể coi đâu chị Tiên kể coi. Dạ. Tại hồi đó là bên tổ chức đó là cũng tổ chức nhiều hoạt động á. Nhưng mà chắc cũng gặp nhau nhiều lắm nhưng mà tại em không có biết chồng em, tại hồi đó đông lắm. Dạ. Xong sao gặp cứ nói đi. Hồi đó sau 4 năm á thì hồi đó em chia tay người yêu. Chứ xong em nhắn tin, không biết hồi đó thì sao nhắn tin cho chồng em nữa, em cũng không biết nữa. Dạ. Chứ chồng em kêu em là chồng em ít nói lắm.
chứ gặp em cũng đâu có nói nhiều đâu, em cảm thấy chắc cũng không hợp đâu. Nhưng mà sau này kiểu như chia tay rồi chứ cũng buồn, cũng muốn có người dẫn đi chơi rồi á, cho nên là hẹn chồng em. Hồi đó là em hồi đó là ngày thứ bảy, dạ em về dưới nhà em chơi xong chủ nhật em lên. Mà hồi đó là chồng em ở dưới Tây Ninh rồi, chứ chồng em kêu là bữa đó gặp mặt có được không. Em lỡ kêu được rồi, mà em đi lên xe, em đi lên đây, em suy nghĩ là có nên gặp không. Tại vì cũng quen biết, thí dụ như mà lạ lạ thì mình gặp mình không thích, mình thích mình bỏ cũng được. Còn đằng này là chung một hội á. Dạ. Bỏ không được. Bỏ không được, mang kỳ lắm. Lỡ mà quen rồi bỏ là rất kỳ đúng không? Dạ kỳ lắm. Cho nên em mới gọi điện cho ảnh, em hỏi anh đi tới đâu rồi. Anh kêu là anh đang đi tới Củ Chi rồi. Mà mình biết Tây Ninh với Củ Chi thì nó cũng xa, bây giờ kêu người ta quay về thì cũng tội quá. Đúng không? Dạ. Cho nên là thôi đồng ý gặp luôn. Rồi khi mà gặp nhau thì thấy thế nào? Dạ em thấy cũng bình thường. Bình thường? Dạ bình thường luôn. Không có ấn tượng gì luôn? Dạ không có ấn tượng gì luôn. Còn bạn này thì sao? Bạn Thành thì sao? Lúc gặp bạn Tiên thì cảm xúc em sao? Em ấn tượng gì? Dạ tại lúc chưa gặp là cũng có liên lạc nói chuyện rồi, trước đó cũng hơn nửa tháng. Dạ nên là với cũng biết trước rồi, tại có để ý vợ trước đó, nên là em là em thích bạn đúng không? Em thích bạn Tiên đó, nên khi em gặp rồi là em thích luôn đó đúng không? Dạ đó. Không gì cản nổi đó đúng không? Dạ. Kiếp nhưng kiếp trước có nợ nào, kiếp trước có nợ thì đảm bảo em chắc đi vô hái đầu tiên. Mà bạn này hái tức là cái trái đào nó chưa có chín. Ở trên Tiên phủ á là chưa có chín cho nên hái không được. Mà ông ham đâu, không ham ông hái, ông mới bị đầy xuống, hiểu chưa? Ông bị đầy xuống cho nên là bà đào bà rớt xuống rồi, bà đâu có gắn ngược lên cây nữa, rớt xuống, đầy xuống rồi. Luôn rớt xuống luôn, rớt xuống rồi coi như ông Thành này là ông cứ đi kiếm, đi tìm. Trời, đi kiếm, đi tìm quá. Đi kiếm, chị nói giống như đúng đầu vậy đó, giống cho nên bà Tiên mới đâu có ấn tượng gì hay. Mà ông này là ấn tượng 4 năm trước rồi 4 năm sau vẫn ấn tượng, để rồi gặp là dính luôn. Ly kỳ quá, ly kỳ quá, ly kỳ luôn. Rồi nhưng mà nè, trong cái lúc mà gặp nhau vậy á là ảnh có nói chuyện nhiều không? Có cởi mở không hay là dạ rụt có. Nè? Ảnh kêu ảnh ít nói nhưng mà em thấy ảnh nói cũng nhiều á. Dạ. Đó. Rồi sau cái lần đó thì đúng bao rồi. Lâu mới yêu nhau? Sau lần đó là chính thức yêu nhau là bao lâu? Không, tại trước đó là cũng có tỏ tình với vợ rồi. Vợ cũng đồng ý rồi nhưng mà dạ. Có nghĩa là trước khi gặp mặt là đã tỏ tình rồi hả? Dạ. Tỏ tình qua Facebook rồi luôn. Dạ. Đúng không? Mà vợ đồng ý rồi cho nên hôm đó mới gặp mặt đúng không? Dạ đúng. Nhưng rồi. Mà nãy bà mới xì ra kìa, bà nói không ấn tượng gì hết trơn. Dạ thế đó con cũng biết rồi. Dạ, biết luôn. Chắc là hiểu hoặc hay sao á. Rồi sao rồi bao lâu thì mới bắt đầu cảm thấy là yêu yêu mến mến anh này? Dạ chắc cũng phải nửa năm hả chồng hả? Không. 3 tháng hả? Dạ cái hồi nói chung là cái hồi mà em bị tai nạn á, bạn em chở em về mà bị tái xe á. Chứ xong em vô bệnh viện, chứ xong anh này mới từ Tây Ninh lên thành phố chăm sóc em. Là lúc đó là em mới có cảm tình, em thấy anh này hiền nè. Cái lúc đó đó. Tôi nói ông này nợ bà này. Nợ đó. Đi hái trái mà hái bậy á, ta chưa chín mà ông hái đó. Đúng ra là cái trái đó mọc ở trển nó xum xê lắm, nó tốt lắm mà xuống này. Xuống đó. Thì á là trả lúc thôi. Đó bắt đầu em mới 3 tháng sau đúng không? Dạ. Là sau cái cú tai nạn đó thì bắt đầu em mới quý anh này, mới thương anh này. Dạ. Đứa mới chính thức yêu nhau. Dạ. Tại đúng lúc không? Đó em cũng không có biết, nói chung là em cũng không có hiểu rõ anh này, do đó không biết tính tình ảnh ra làm sao. Nhưng trong cái thời gian nằm viện á, ảnh chăm sóc em đâu á thì em mới hiểu rõ được cái tính tình, thì lúc đó là mình mới xác định. Tính tình. Dạ. Lúc đó anh làm gì cho em? Săn sóc hả? Săn sóc kiểu gì? Đút cơm cho em ăn. Nấu đút cơm hả? Dạ. Rồi hồi đó, em bị gãy tay này nè. Chứ rồi cơm đó là anh mua hay là anh tự nấu anh đem lợi cho em? Dạ. Mua cho căng tin đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi sau đó là chăm sóc suốt ở trong bệnh viện hay là có về nhà chăm sóc nữa không? Dạ chừng sau em về Đồng Nai thì lâu lâu anh cũng xuống anh thăm. Từng xuống dạ. Lần. Lần đó vốn liếng mất nhiều không? Dạ cũng nhiều. Nhiều đúng không? Dạ. Thấy chưa? Tôi nói là khẳng định bạn này nợ bạn này. Nhưng mà gì nè, cái duyên cái nợ là vậy đó. Không, như vậy nè, coi như là chăm sóc mà lúc đó, tại vì em đang là sinh viên hay là đã đi làm? Dạ lúc đó anh đã đi làm. Đã đi làm chắc tiền cũng không có nhiều đúng không? Dạ. Mà đi lên chăm sóc như vậy rồi ăn uống rồi ở người đâu rồi coi như là chi phí tất cả mọi thứ rồi. Lúc đó không? Là vậy là em phải mướn khách sạn em ở để em chăm cho bạn này. Dạ, đúng ở đúng trong không? Bệnh viện luôn. Trong bệnh viện luôn. Dạ. Wow. Nhưng mà cái lúc mà cổ mà về nhà rồi á thì em đâu thế nào mà em qua nhà cổ mà em chăm sóc và em ngủ lại đó. Cái lúc đầu tiên lúc mà vợ mới bị tai nạn á nên là cứ nghĩ là cái lúc đó thì bị nhẹ thôi nên là vợ không có dám gọi cho má nhà biết nên là mà vợ ở phòng trọ cũng không có cho người lạ vô nên là
mới dẫn vợ ra khách sạn để tiện chăm sóc hả? À, mướn khách sạn để chăm sóc cho vợ. Dạ. Trời ơi, mà bao lâu? Dạ chắc khoảng 4-5 ngày. 4-5 ngày là cũng tiền không? Bộn nha, một ngày là cũng 250. 4-5 ngày cũng triệu mấy đó, bạn giỡn nha. Chưa tiền ăn tiền uống nữa. Tiền thuốc tiền thang đúng không? Chăm sóc ở trong khách sạn là lửa gần rơm luôn. Đúng không? Nó có bùng cháy không? Tiền. Cười kìa. Tiền. Đó. Lửa có trong khách sạn mà, chăm sóc quá mà. Lửa gần rơm rồi có bị cháy không? Dạ nó bén một là thay lần thứ ba chứ nó bén luôn. Là bén luôn. Có bén không? Có cháy nổ trong khách sạn không? Đúng không? À, như vậy là trong đó luôn phải không? Em lần đầu tiên của ai đó. Là nội bộ trong 4-5 ngày đó là đã xảy ra cháy nổ đúng không? Dạ. Đúng không Thành? Dạ. Trước đó cũng có đi chung nhiều lần tại đi vợ dắt vợ đi du lịch á, cũng ở chung nhưng mà không có bén. Chưa bén, dạ. Chưa cháy. Chưa có bén. Đúng dạ. Không? Ông gan thì tay người ta gãy mà ông muốn cho gãy thêm lần nữa đúng không? Như vậy là trước khi thành tiên là em đã thành công rồi, đúng không? À. Rồi. Như vậy là gì? nhưng mà cái lúc đó là tay em đang đau mà đúng không? Dạ. Gãy mà đau gì vậy? Gãy. Trời, như vậy chắc cũng khó vất vả lắm mà đúng không? Dạ, dạ. Cái lần bén nó chắc vất vả với em lắm đúng không? Dạ thì cũng hơi vất vả một xíu nhưng mà thích. Sao thích vậy? Tay chân ngay đơ vậy, có tay chân ngay đơ có cụ quậy gì được đâu. Trời, có cảm giác mới. Nghĩ là cán cuốc luôn. Ủa nhưng mà cái lúc mà anh đòi anh gợi ý đó, dạ. em có từ chối không? Có, lần đầu tiên em từ chối. Lần đầu tiên em từ chối. Anh từ ơi, chối. Em đang bị thương mà sao? Đâu, đúng rồi. Để tiên kể. Đúng rồi. Từ đầu đến cuối chị nghe. Là ngày thứ nhất là đã gợi ý chưa? Không, cái vụ mà ấy á, đòi á, rồi em từ chối đó rồi nó làm sao? Lần thứ nhất á, trong cái đêm đó luôn. Lần thứ nhất á thì có đòi. Nhưng mà em từ chối, em kêu là tay tôi đau á, không có làm mạnh gì được đâu, ngủ đi. Vậy là cũng đắp mình ngủ chị, đắp mình ngủ. Xong ngủ được khoảng tầm 10 phút, lại dậy nữa, lại đòi nữa. Chà, tới sáng luôn á. Sao nữa? Em mệt, em nằm muốn làm gì làm đi. Là đêm đầu tiên là lại lấy rồi. Dạ, không. Cái đêm đầu tiên là ngủ bình thường, có đêm thứ hai ở trong khách sạn á. Là không cứ xào quần hoài á. Rồi đêm thứ hai là em mệt mỏi, em nói thôi tôi muốn làm gì đó làm đi. Ok. Cuối cùng mà thấy cũng thích thấy được. Nên để luôn. Để luôn. tay đau rồi kệ đó đúng không? Sao Thành? Cái cảm giác sao rồi? Dạ thích. Thích đúng không? Dạ. Thương rồi mà, cái đó là cái người mình thương mà. Tại vì trước đó là hai đứa đã từng đi chung với nhau rồi, đúng không? Rồi. Như vậy nè, bây giờ quay lại, anh muốn quay lại cái kỷ niệm đầu tiên mà hai đứa quen nhau đó, hay lần đầu tiên mà ai là người tỏ tình trước? Vậy đó, bên đây ta tỏ tình rồi mà. Nhưng mà ai là người nhưng mà em tỏ tình mà em có thể hiện không? Dạ, cái thời gian mà lúc mà em yêu bé Tiên á, dạ. Là em có sàm sỡ gì không? Ví dụ đi chơi ha, khoác ôm eo nữa, hay là hung, hay là nắm tay nắm chân gì á, là em có chủ động em làm gì đó không? Dạ có. Có luôn. Dạ. Mà lần đó là lần đầu tiên gặp hay là lần thứ mấy? Dạ lần đầu tiên. Ở đâu? Lần đầu tiên, ở đâu? Dạ ở phố đi bộ. Rồi Tiên nghĩ sao trong người? Lần đầu tiên mà làm gì em? Ôm eo em. Rồi lúc đó em nghĩ sao? Em nghĩ chắc cũng không được đâu, không đàng hoàng lắm đâu. Dạ tại mới có lần đầu tiên à. Mà ôm eo rồi. Dạ ôm eo rồi. Là đi bên đường đúng không? Đi bên đường cái thỏ tay qua ôm đúng không? Dạ đúng rồi, ôm mà còn kéo sát lại nữa. Kéo sát em lại luôn. Dạ, dạ chứ không phải ôm bình thường. Mà để vị trí này hay là có không, để vị trí này thôi. Để vị trí này thôi. Mà em đã nghĩ trong đầu lần này không được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà có phản ứng không? Em có phản đối không? Ví dụ như gạt cái tay ra hoặc là né qua. Dạ không, sao hồi đó em cũng để yên luôn anh. Thì đó trời đất ơi, vậy bà cũng đâu được đâu. Duyên nợ rồi, không có trốn được đâu, không có chạy được. Cuối cùng cũng phải thành tiên. Không, nếu như mà người khác đó là em đã ấy ra rồi. Mà không, cái dạ. Nợ cái nần rồi. Nhưng mà cái lúc đụng như vậy là lần đầu tiên đúng không? Rồi dạ. Sau đó cái nụ hôn đầu tiên đó thì là có làm luôn không? Hay là bữa khác? Dạ bữa khác. Bữa khác. Sau đó bao lâu? Sau cái vụ mà eo là bao lâu? Cũng trong đợt đó luôn, thì khoảng mấy ngày. Mấy ngày sao? Thôi. Dạ. Cũng phố đi bộ luôn hay sao? Dạ, ở hồ bơi. Chà, hai đứa đi bơi là thành hả? Công rồi. Hôn nè, đầu tiên là ở phố đi bộ là đồng bằng. Rồi lần thứ hai á là nụ hôn là dưới nước đúng không? Rồi cái lần thứ ba là khách sạn, nó cao biển rộng là có đủ hết. Trời, chị bàn sao hay quá chị một, cái gì chị bàn chị, cũng được chứ. Chị nói là thì sợ luôn trước, kiếp trước nha, rồi kiếp này gặp nhau rồi đó, như thành, đó ứng thành người rồi đó. Nha, có kiếp thôi. Nữa là hai đứa là ở trên trển là cũng vẫn ở chung chắc, nhau đó, chắc hôn nhau ở trên cây đa ở trên cung trăng đó, ha. Giỡn, rồi thôi bây giờ như là tình cảm của hai đứa nó dễ thương quá đó, lấy nhau quá đẹp
Khoảng 3 tuần nữa là được 5 rưỡi. À. Ông chồng có... nhớ hết tới chưa? Có tình vui chưa? Dạ chưa. Dạ, chưa đúng không? Dạ. À, ủa bác em có muốn tình vui liền không? Dạ, dạ muốn. Muốn đúng không? À, rồi anh Chúc đi anh Chúc nghe. Dạ. Rồi tật xấu trước đi rồi Chúc anh Bin anh Chúc cho ông bói không được chứ mà ông gọi là ông Chúc là ngon ạ. À. Trời ơi, mới đây nè, mới một tuần nè. Cặp vợ chồng kia mới báo tin luôn. Trời anh ơi, em Chúc một cái em dính liền luôn. Trời ơi. Mà em nói em Chúc nó có đứa con gái không? Dạ có đứa con gái. Trời ơi, ông mụ luôn đó. Yên tâm đi. Báo tin. Nha. Dạ. Rồi tiếp nè, bây giờ nè tật xấu của ông Thành là gì Tiên? Dạ nhiều quá anh, em kể từ từ nha. Ngủ gáy anh, ngủ gáy dữ lắm. Ngủ gáy có khi mà em quy định là ảnh không được ngủ trước. Anh ngủ trước là em sẽ đánh ảnh dậy để em ngủ, xong rồi ảnh ngủ muốn ngủ thì ngủ. Dạ. Cái thứ hai nữa là giận vợ hay là giận chuyện gì cứ bỏ xa đi thôi. Dạ. Giận dỗi bỏ đi. Dạ bỏ đi mà không đem tiền, không đem theo điện thoại. Rồi không đem, nói chung là không đem theo một cái thứ gì liên lạc hết á. Dạ. Sao ông dạy không? Ông bỏ đi nổi nghe. Rồi nghe rồi dù có chuyện gì, dù vợ gọi thì sao được đây. Đúng không? Dạ tại tính đi ra ngoài xíu thôi đặng cho vợ xả bớt dạ, rồi thôi mới quay lại. Giận dỗi hay bỏ nhà bỏ điện thoại? Dạ. Bỏ tiền ở nhà luôn. Dạ đúng rồi. Thế xong chừng về em hỏi đi đâu vậy? Kêu đi về nhà má dưới Đồng Nai á mà đi bộ. Giận dỗi hơn. Dạ em hỏi đi bộ chừng tàu tới cơ 4-5 ngày cũng tới. Dạ. Nhưng mà thực ra là chắc không có về mà chắc ngủ đại ở công viên hay gì đó đúng không? Dạ. Có khi nào về xuống tới Đồng Nai thì không? Đi bộ thì không? Dạ không, không có đâu chị. Dạ. Giả bộ ra ngoài thôi. Giả bộ kiếm ghế đá công viên nằm nghỉ ngơi đồ. Từ lúc quen cho đến lúc cưới bây giờ ở chung với nhau thì có bao giờ mà ông giận dỗi mà ông đi tới mấy ngày liên tục không? Dạ không, không có đi mấy ngày đâu anh. Dạ, thí dụ đi khoảng tầm chắc tiếng rưỡi 2 tiếng à. Em đi kiếm chứ. Chắc ổng lang thang ngoài công viên á chứ không có vô, không có ra la cà quán cà phê. Tại dạ, đâu có tiền đâu cà phê. Đúng rồi, đúng. Đúng dạ đâu có tiền đâu. Dạ cũng không có xe, cũng đi đâu luôn, cứ đi bộ vậy. Rồi sao nữa, tật gì nữa nè? Hay sổ mặt lắm. Lâu lâu em giỡn cái gì á mà thí dụ như mà không vui hay là không được ý là ngồi sụ giống như em bé vậy á. Anh không có suy nghĩ được cái lúc mà em sụ mặt cái con mắt của em nó tệ tới cái nào luôn. Con mắt em vốn dĩ là nó đã sụp rồi, đúng không? Anh cũng thuộc dạng là mắt sụp nè em, nhưng mà em còn sụp hơn anh nữa. Những lúc em sụ thì không biết nó tệ tới cái nào luôn. Hồi đó mình muốn vui, mình muốn chọc ảnh thì tự nhiên ảnh giận thì anh sụ mặt xuống như hết vui luôn. Chứ xong em cũng sụ theo luôn. Lúc đó chỉ giả bộ buồn thôi mà cái tưởng thiệt mặt thôi. Vốn dĩ cười đã dẫn buồn mặt rồi buồn thì muốn chi buồn. Đôi mắt tệ cực quá. Đó. À, rồi à, tiếp tục còn gì nữa không nè? Dạ thật xấu á, thật xấu á, thật xấu á. Dạ chưa nghĩ được nữa vậy mà nãy nói trời thật xấu nhiều lắm. Thôi thực ra cũng đáng yêu mà chỉ có hay giận nè, hay giận dỗi nè. Đó rồi giận thì hay bảo nhà đi nè. Đúng không? Đúng mà nó nghe nè. Hay nói chuyện cọc lóc với vợ nữa. Cọc lóc. Điện thoại đi chứ nhiều khi đi ngoài công viên nhiều khi bị ma nữ bắt cái sao gọi điện cho vợ được. Giận cũng đem điện thoại đi con. Dạ. Nghe rút kinh nghiệm lần sau giận được. Giận bỏ nhà đi được, tức là không phải lúc cãi nhau á mà ảnh bỏ nhà đi vậy cũng được, bỏ ra bước ra khỏi nhà. Để hại chồng khỏi gây lộn đó. Thì cái chiêu đó cũng được, nhưng mà phải cầm điện thoại theo. Để lỡ có gì á, vợ nó còn điện. Ví dụ vợ ở nhà mà lỡ nó có đau bụng hay là này kia nọ nó điện, đúng không? Đúng không bà Tiên? Dạ. Đó. Rồi bây giờ tới ông Thành đó. Đó ông Thành kể thật xấu của bà Tiên coi. Tự nhiên không nghĩ ra nữa vậy. Dạ, vợ thì có hay hay nóng tính, không có khó kiềm chế cảm xúc của mình. Dạ. Rồi, nóng tính. Dạ. Nóng nhất thì làm gì? Dạ chỉ la rồi chửi chồng thôi. Cái gì? Chửi chồng. Dạ. Chửi chồng chửi sao? Dạ bình thường con cũng không nhớ rõ. Không nhớ rõ hả? Dạ. Có chửi gì? Có mày tao không? Dạ, dạ không. Tại hai vợ chồng cãi nhau thì chỉ nặng nhất thì chỉ xưng anh em thôi, còn bình thường cãi cũng xưng vợ chồng nữa nên là... À vậy đó hả? Dạ, chửi là... chồng, cái từ chửi chồng này ghê lắm á. Dạ. Ví dụ như la, dạ, càm ràm thì được, nghe câu chửi chồng này nặng lắm à, lớn dạ lắm đó nghe. Dạ đúng rồi. Như vậy chắc có lẽ là chửi dữ lắm cho nên ổng mới bỏ nhà ổng đi á. Dạ không anh, dạ, em không có chửi dữ đâu, em chỉ... Ví dụ là em chỉ chửi... cái đôi mà nặng nhất em, của em làm chửi em chỉ nói chung là em... Nói dài thôi, em không có chửi. Dạ đúng rồi, nói nhiều. Lèm mềm á, phải không? Lèm mềm nó hoài, nó nhây nó như đó, phải không? Dạ đúng rồi. Đó, phải còn gì nữa, ông Thành ông hiền như bụt vậy đó hả trời? Má cái mặt như ông bụt vậy. Còn sao nữa nè? Tiên này là Tiên ngủ canh cái lò luyện đan á. Bây giờ á, Thành mong muốn Tiên thay đổi cái gì nhất?
Dạ là phải như là bớt nóng tính, kiềm chế cảm xúc mình lại. Cái đó cũng tốt cho mình. Dạ cái đó chỉ muốn nhất là cái đó thôi, muốn nhất là cái đó đúng không? Mong muốn là bớt nóng tính lại. À với vợ còn một cái tính nữa. Nóng tính gì? Đó là vợ ghen. Ghen? Ghen hả? Dạ. Ồ ghen dữ không? Mỗi lần ghen làm gì? Dạ không, chỉ đòi chia tay thôi. Đòi chia tay thôi hả? Dạ. Là nhiều không? Một tháng vậy đòi chia tay mấy lần? Dạ không, hồi lúc trước khi hồi lúc đang quen với lúc mới cưới thì nhiều, còn bây giờ thì tại con cũng hiểu tính vợ rồi nên là không có làm không có làm để vợ nổi điên lên nữa. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ghen, mà ghen chuyện, ghen chuyện gì em phải có như thế nào thì mới dạ, ghen không, chứ chỉ giống như là lướt Facebook hoặc Zalo thấy hình gái cái bấm vô like á, like dạo đó đúng không? Dạ. Thấy like dạo cái là ghen. Yeah. Không, tôi vậy tôi cũng ghen nữa. Hiểu không? Thiệt luôn á, khó chịu, đâu biết người ta là ai đâu mà đặt like. Là dạo. Không, người quen, người quen của vợ luôn. Không, người quen của chồng nha. Người quen của chồng mà vợ không biết người đó là ai đúng không? Dạ đúng có rồi. Có biết không? Dạ có mấy người thì biết, có mấy người thì không biết. Mà ghen với mấy người biết hay ghen với mấy người không biết? Dạ hồi đó giả bộ ghen thôi mà ảnh tưởng thiệt á. À chứ thực là không ghen, không ghen đúng không? Tại bà kèo trên mà bà tiên mà. Bà kèo trên là bà dễ gì bà ghen. Rồi bây giờ em có mong muốn vợ hết ghen không Thành? Dạ cái đó bình thường nên là chỉ muốn vợ là ghen cho nó thêm đúng gia vị đúng không? Dạ bớt nóng tính. Rồi bây giờ Tiên thì muốn ảnh thay đổi điều gì? Dạ em muốn cho em thay đổi là ngủ đừng có gáy nữa. Cái đó khó lắm. Cái đó bệnh lý rồi chứ không phải tật xấu rồi. Cái đó thuộc là khó bệnh lý mày. Rồi cái đó là phải đi bác sĩ nha. Đó là phải đi bác sĩ nếu mà muốn chồng bớt ngáy. Em phải đi khám tai mũi họng để xem coi mình có bị mắc kẹt cái gì ở cái trong cuống họng này không. Có nhiều người cái vách ngăn nó bị không có thẳng, nó dẹo là ngáy, ngáy dữ lắm. Thằng em của anh đó là mới đi khám á, tại tự nhiên ngáy ghê quá đi khám thì mới có là polyp ở vách ngăn á chị, polyp ở trên trên mũi. Thành ra mổ lấy nguyên cục ra luôn. Đó thì đi khám đi em. Cái vách ngăn á. Còn anh như anh là tại vì có da có thịt cho nên anh ngáy là chuyện bình thường. Đó. Rồi như vậy là hai vợ chồng là cái mong muốn thay đổi cũng rất là đơn giản. Không, còn nữa, còn nữa em muốn mong muốn thay đổi gì nữa? Em muốn chồng em là khi mà giận nó thì có thể làm gì khác ngoài chuyện bỏ đi. Tại vì chồng em mà bỏ đi á, không có cầm gì trong người á, em cũng cảm thấy lo lắng lắm. Mà em cũng đi kiếm, rồi đi kiếm cũng 2-3 tiếng đồng hồ như vậy. Rồi sáng hôm sau em đi làm em rất là mệt. Dạ. Hiểu không? Cái đó chính xác là cái đó. Tại vì biết sao mình còn vợ thương mình mà. Gây lộn thì ai không gây lộn, vợ chồng nào cũng gây lộn hết trơn á, bạn bè gây lộn, anh em gây lộn, mẹ con, cha con cũng gây lộn nữa. Thì vợ chồng sao tránh khỏi. Nhưng mà biết là vợ thương mình á thì mình phải hiểu là vợ rất quan tâm tới mình. Thành đã có gây có gì á thì nhớ đi ra cầm cái điện thoại đặng cho nó biết là mình đang làm gì, đang ở đâu. Vậy thôi, nghe. Rồi xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Nhưng mà anh hỏi nè, mỗi một lần gây lộn như vậy á là có giải quyết hết vấn đề hay không? Dạ giải quyết hết vấn đề ạ. Thôi vậy được rồi. Thôi bây giờ trước khi bây kết giờ, thúc thì không, đó bây giờ để anh Minh Trúc phải không? Anh Minh Trúc mà trước khi đó chị dặn nè. Dạ. Bây giờ hai đứa mới cưới nhau đúng không? Dạ. Coi như được mấy 3 tuần nữa là được 1.5 năm đúng không? Đó, được 1.5 năm. Sau đây ví dụ mà anh Minh á chúc mà hai đứa có bầu. Dạ. Ha. Đó, bé có bầu thì là tuyệt đối bỏ cái vụ mà đi ra ngoài. Đúng. Nghe nhớ nghe, nhớ nghe. Rồi cái thứ hai nữa là nếu có bầu rồi á là vợ sẽ nóng tính hơn nữa. Vợ nó sẽ nóng tính hơn, nó sẽ trái tính trái nết hơn rất là nhiều. Thì mình cứ gồng đi, mình gồng trong cái thời gian vợ có bầu đi. Đó, tuy nhiên nha vợ, lúc mình đang có bầu mình cũng tự mình phải biết hạn chế nóng nảy. Hiểu không? Nếu như mà nó không phải là do cái kích thích tố nữ á, mà nó làm cho mình bị bộc phát lên như vậy thì mình phải tự biết là mình kềm hãm cái nóng tính của mình lại. Thì nó rất ảnh hưởng cho cái bào thai. Nhớ nha, đó dặn dò trước vậy đó. Đó rồi để ráng mà giữ sức khỏe để mà cho em bé khỏe tốt. Rồi mẹ tròn con vuông đúng không? Với anh cũng xin tiếp lời nữa là cái việc mà nóng nảy mà bỏ đi ra ngoài như vậy nó vô cùng nguy hiểm. Nó không phải nguy hiểm cho cái người bỏ đi mà người ở lại cũng nguy hiểm. Thí dụ trong nhà nó có một cái chuyện gì xảy ra thì làm sao kêu được. Đúng chưa? Chúng ta có thể thỏa nghe nghe bản thân anh là trước ông hay bỏ nhà đi mà sau này thỏa thuận với nhau, không cần phải đi đâu chứ chỉ cần nói với nhau. Chúng ta cần im lặng. Thế thôi, đừng ai nói tới ai cả. Đó là một cái giải pháp tốt, đúng không? Đừng đi em à, nghe. Rồi thôi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.
Và anh chúc cho hai vợ chồng thành tiên nghe. Rồi, năm nay ha. Cuối năm nay bác sĩ báo tin vui. Dạ, em cảm ơn. Một năm rưỡi rồi con ơi, xuống đi con ơi, xuống đi con ơi. Nha. Xuống đi, được rồi, đừng có tránh nữa nha. Chúc cho hai vợ chồng qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với hai, đến với hai gia đình nội ngoại và đặc biệt đến với gia đình của hai em. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn hai đứa. Dạ, em có một ý là vợ hay buồn là tại lúc quen nhau á không có cầu hôn vợ nên bây giờ em xin hát một bài để tặng cho vợ. Rồi hay quá, đứng lên hát tặng vợ luôn. Trời ơi, đứng về đây vợ. Vợ hơi ngạc nhiên đó, cô Tiên cũng ngạc nhiên đó, nhưng mà thành gác đi, đừng quá lo lắng cho anh khi mắt của anh còn thấy, đừng sợ thiên hạ bắt nạt. Khi vẫn còn anh ở đây, sống hôm nay thì biết hôm nay, chuyện ngày mai cứ để mai tính. Chừng nào anh vẫn còn sống cứ để vất vả lo toan gánh một mình. Chuyện cơ cực anh cũng không ngại, đơn giản vì anh yêu em. Anh không muốn vì anh em phải lao vào dòng đời bon chen, nhưng cuộc đời vẫn là cuộc đời. Kiếp người có trải ý trời, anh chỉ lo một ngày nào đó, điều anh sợ không ngờ mà tới. Sợ một ngày tiền bạc tiêu tan, không xây nổi cho em nhà lầu. Tương lai sự nghiệp tiêu tan, không lo đủ cho em ngày sau. Sợ một ngày lâm cảnh cơ hàng, ngày qua ngày sống trong lo âu. Lo không biết khi nào em nói, anh ơi, em ngại vượt qua cùng nhau. Tất cả chỉ là nếu như, anh không mong điều đó xảy ra. Cho dù chuyện có xảy ra, anh chỉ muốn nói một điều là những điều tốt đẹp nhất em hãy là người giữ lại. Tất cả những gì tệ hại anh sẽ là người gánh trên hai vai, đừng lo. Hay trời quá ơi, hay quá, ôm chồng cái đi nào. Ôi ôi, à chưa, có nhận rồi. Kia. Ôi, bảo đảm vỡ òa luôn nè. Hồi nãy là lời của rap, còn bây giờ là lời của mình, nghe Thành. Đâu rap đó là Thành tự viết đó đúng không? Dạ không, không cũng theo một rap. À một cái bài rap. Rồi. Oh, và bây giờ chúng ta đang chứng kiến nha, một cái giây phút hạnh phúc của vợ chồng Thành Tiên. Trời ơi cưng quá. Chúng ta đã nhìn thấy được giọt nước mắt quá xúc động của Tiên. Tháng sau có bầu luôn. Tháng sau có bầu dính luôn. Đầu năm sau đẻ luôn. Nghe Thành. Rồi, em muốn nói gì không? Hả Tiên? Có muốn nói gì không Tiên? Dạ em xúc động không nói gì hết. Em xúc động không nói gì nổi luôn đúng không? Dạ. Mà thấy yêu chồng không? Dạ có. Yêu quá trời yêu đúng không? Dạ. Thôi, anh nghĩ là giọt nước mắt này là một giọt nước mắt rất là hạnh giá phúc. Trị. Giọt nước mắt hạnh phúc trong chương trình Vợ Chồng Son. Và xin chúc cho hai em cứ như thế này, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Và sống trong một cái niềm vui an lạc và hạnh phúc nha. Rồi.